Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với Hội đồng Thủ đô Wellington và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng bày tỏ, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xây dựng đô thị từ năm 2017. Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp những khó khăn thách thức như sự mất cân đối giữa mật độ dân số quá cao so với quy hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, khoảng 4.300 người trên 1 km vuông. Kết cấu hạ tầng về công nghệ thông tin còn hạn chế, cơ sở dữ liệu không tập trung và nằm rải rác. Một thách thức nữa là người dân và doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa thực sự tham gia sâu vào quá trình xây dựng đô thị thông minh, chưa là đồng tác giả với thành phố trong việc quy hoạch và triển khai thực hiện đô thị thông minh. Trao đổi lại, bà Sarah Free, Ủy viên Hội đồng Thủ đô Wellington cho biết, Thủ đô Wellington cũng gặp một số thách thức trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, đó là phát triển đô thị thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh phí thực hiện. Trước vấn đề đoàn quan tâm, bà Sarah Free khẳng định thủ đô Wellington sẵn sàng chia sẻ trao đổi về kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh, đồng thời tin tưởng thời gian tới, hai thành phố tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hợp tác hơn nữa. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm, thành phố đang triển khai thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, nghị quyết có nêu về phát triển lĩnh vực đô thị, thu hút đầu tư, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là những lĩnh vực mà thủ đô Wellington có thế mạnh. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng mong muốn, thời gian tới, thủ đô Wellington và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục trao đổi, tìm hiểu và hợp tác trong các lĩnh vực này. Dịp này, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tăng cường kết nối để Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với các địa phương của nước bạn New Zealand. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và New Zealand phát triển tốt đẹp, trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt hơn 410 triệu đô la Mỹ trong năm 2022. New Zealand cũng có 28 dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn hơn 61 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 28 trên 117 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.